48 trận thì thật sự chúng ta hướng đâu đó khoảng tầm mỗi trận 10 điểm thì cái tỷ lệ vô địch nó sẽ rất cao. Nhưng đó là câu chuyện của tuần 2 cơ, chứ tuần 1 này thì cũng sẽ cần phải xem các đội tuyển họ tiếp cận lối chơi như thế nào. Bên đây thì Solo G. Solo G đang chờ. Solo G cần phải có những cái sự cẩn thận khi mà đồng đội cũng đang không thực sự ở quá gần. Nhưng Solo G có lẽ sẽ muốn thử. Không thử khi mà Himat ở đằng sau lưng đi bắt lại với Chí Duy, không bao lâu eSport. Còn đối với Solo G thì bắt được something else rồi. Nhưng liệu làm đôi này không đây? Câu trả lời là chưa, khi mà đạn thì cũng đã hết. Nhưng có một quả nét lem cố ra từ Solo G để có thể nhanh chóng quay về hỗ trợ người đồng đội. Khi mà ở bên phía Solo eSport cũng đang gặp tương đối nhiều những sức ép. Himat thì lại bị confirm. Với Solo G chơi kiểu gì đây? Đức Mỹ bây giờ sẽ phải thay vai trò của vị trí anh chàng đó là Himat, nhưng Solo G đâm xuống rồi. Một tình huống đấu súng tầm xa với đối phương, và có vẻ như Hoàng Nam là người tỏ ra vượt trội hơn so với cả Solo G. Hải Saki đang muốn đẩy ngược sang đây với độc đạo với Thiên Hải rồi. Hoàng Nam cũng đã yếu và nó tình huống phơm luôn điểm kill, nhưng mà điểm kill này dành cho Đeo Win chứ không phải là Hải Saki. Và Chí Duy bắt được Hải rồi, chỉ có mình cái tên Đức Mỹ thôi lại là người sống sót cuối cùng với team Severus. Một game thi đấu mà rất có thể Severus họ sẽ gãy ở trong map thi đấu đồn đồ này. Đức Mỹ đã lộ vị trí và Đức Mỹ có muốn công sang vị trí của Chí Duy hay không đây? Một Chí Duy đang 3 chân 4 cẳng chạy vào nhà để có thể lấy góc hồi máu. Sẽ là kịp thôi, tôi tin là sẽ là kịp. Đức Mỹ ở đây thì vẫn đang phải cố gắng lò dò vì đã không có thông tin chính xác đối phương đang ở đâu. Nhưng có thêm điểm này có Severus eSports hay không đây? Vì Hoàng Nam đến và Hoàng Nam sẽ là nạn nhân chẳng của Đức Mỹ ở đây. Đây rồi, bắt được cho Hoàng Nam và đó sẽ là điểm cứu thứ hai dành cho Severus eSports. Liệu điểm cứu thứ ba không đây? Câu trả lời là quá khó. Chí Duy đã vẫn giữ được một phong độ tốt ở trong game thi đấu từ Tiago cho đến cả Rondo. Nhưng Buffalo eSports trận này cũng đang là khó rồi, khi họ cũng chỉ còn lại một mình vị trí Chí Duy mà thôi. Bóng bo thứ hai của chúng ta là thu về khu vực trường đua. Một số những cái vị trí có thể nói rằng là tương đối phức tạp về mặt địa hình. Và hãy cùng xem là các đội tuyển họ sẽ xử lý như thế nào đây, khi mà đang có những động thái bắt đầu giao chiến với nhau. Và Matilda vừa rồi knock out được vị trí của mình bên phía Predator. Có phải điểm số đầu tiên hay không đây? Câu trả lời là có. Vâng, khá trông thấy bế tắc đến từ đội hình team Matilda dành cho Mercenary. Vâng, Roy Sports Celtic đang dình dập con cá mập ở khu xưởng gỗ. Bên kia là Play Connected, một đại diện đã mất đi cho mình một player từ rất sớm rồi. Serti biết rằng trước mặt mình có địch, vẫn đang là những tình huống bò trườn tương đối khó chịu nhà. Nhưng đâu đó Tân Vũ đã lên điểm khi bắt được pin blue đến từ đồng chí eSports đi tay con. Vị trí của anh chàng eSports bắt được cái tên đó là Grab HD rồi. Hãy cùng xem Serti nào. Nết được trả ra và Serti, ui giời ơi, bắn sau lưng khó lắm Serti ơi. Một tên đạn bắn sau lưng tương đối là mù mắt đến từ Serti. Và giờ có lẽ rằng vị trí của anh chàng Airport cũng như là cả vị trí của Văn Nghị sẽ cùng nhau áp sát lại mà thôi. Một căn nhà đang quá sâu dành cho Play Connected và họ đang có những ý tưởng muốn sủi rồi, sau khi mất đi vị trí của anh chàng Grabate. Và vừa rồi là một cái quả pháo sáng được trả đến từ Thành Nhân. Cái này mình có nhặt rồi nhưng mình chưa kịp dùng thì mình chết, không biết là hiệu ứng nó như nào. Mình đợi chờ xem nào. Brownie nằm xuống bởi Methodi rồi, đẩy thẳng vào nhưng Play Connected chỉ có hai thôi. Một thế 3 đánh 2 này thì dễ quá rồi, dạp siếc rồi. Họ không thể để thua trong tình huống này. Hãy cùng xem Joseph yếu máu và Joseph ui double knock out Joseph. Và như vậy rất có thể là sẽ để thua đến tiền phi thành viên của team dạp siếc. Đẩy vào cùng nhau bắn yếu đối phương nhưng không thể dứt điểm của đối thủ và Long X. Vâng, cũng mất khoảng đâu đó 3/4 cây máu thì mới bắt được Joseph. Giờ thì có lẽ rằng Thống Lê sẽ cần phải làm nốt với còn lại khi mà vị trí của Joseph lại cũng phải bắn quá ghê. Nết được cẩu vào đến từ Thống Lê. Cùng xem quả nết này nào. Happy birthday. Chiến thắng gọi tên Play Connected chứ không phải là dạp siếc eSports. 4 play của dạp siếc đều phải nằm xuống dưới họng súng của hai play bên phía team Playco. Vâng, phải nói rằng là giữa lựa chọn combo Dark Knob với cả một khẩu Beryl thì cá nhân mình vẫn thích một khẩu AUG kết hợp với cả một khẩu Magamai hơn. Một khẩu súng dễ táp hơn so với cả khẩu Dark Knob này. Đây là một khẩu mà chúng ta thấy hữu đạt sử dụng nó kìa. Táp rất gắt nhưng mà rõ ràng cái độ giật của nó là cực kỳ lớn. Và vừa rồi thì vị trí của anh chàng Đeo Win đã có chiếc tiền được kill nữa. Nào, đồng chí eSports lên tiếng đi. Họ chừng có ai thôi và rồi lại mất đi Văn Nghị rồi. Đó là bên phía thành viên của team MNG. Vị trí của QT đã dứt điểm đối phương rồi. Và đây thì Văn Nghị cũng đã phải nằm. Minato eSports cũng đã có, à chính xác Minato cái mình cũng đã có cho mình đó là những cái điểm số cực kỳ là tốt. Một vòng bò đang là ổn cho Minato và vừa rồi thì cũng là những cái viên đạn chuẩn xác. Có lẽ ở thể hiện tại 30 giây ít ỏi còn lại của Phase 4 trước khi bò bắt đầu co thì tôi đang định bảo là
an toàn và yên bình thì không. Thống Ly lên tiếng, Matilda bị nhắm vào, một viên ốp trực sang của Thống Ly. Và có phần đầy Dương Tiêu Bảo đây thì có lẽ nó lời tạm biệt với cái tên Smell rồi, bị động ở sân cầu như này quá thoáng. Và đó là mạng dành cho Mercedari, cái tên anh chàng béo. Một vị trí an toàn nhưng nó cũng đi cùng với đó là ít góc bắn đẹp dành cho các thành viên của Dương Tiêu Bảo thôi. Họ có thể bắn được, thậm chí là có thể nốc được, nhưng bảo là có thể firm thì hơi khó. Còn vừa xong thì H47, cái tên đặt Blue, đã chính thức firm đi cái mạng của Thông Ly rồi. Cùng với các thành viên khác như con Cyber thì cũng đang ở với cảnh tương tự khi họ đang kẹt lại ở viền bò. Cùng với đó là FDT, một tiếng bắn chéo sang và chưa có sát thương gây được ra quá đáng kể. Trong một diễn biến khác thì đó là Mercenary trúc mắc lên tiếng, QT nằm xuống, Onswemi buộc phải lấy đi mạng của đồng đội của mình, đó là Matilda. Chính xác là confirm được mạng của Matilda ngoài bò. Ôi, là hỗn chiến, cố gắng phi nhưng làm sao phi qua được họng súng vô địch đây. Một mạng khá dễ dàng đến từ bộ đội UDC. Bây giờ thì Ford và Thunder họ vẫn còn cơ sở để chơi tiếp. Những tình huống tap round nó chưa có độ chuẩn xác cao, lộ chân rất rát, một viên đạn vào chân, nó là 34 máu ID đến từ đội hình vị trí của Hùng vô địch rồi. Nhưng Ford và Thunder họ sẽ giải quyết cái bài toán vào wall của mình như thế nào đây, khi mà thực ra là bản thân UDC vẫn còn hữu đạt, đang gặp nhiều những cái sự khó khăn. Còn đối với Minotaur Gaming cũng như là cả Mercenary thì họ đang liên tiếp bất người. Và cả hai đội tuyển này hiện tại cũng chỉ còn lại cho mình khoảng tầm 1 trên 2 người thôi anh em ạ. Họ đang vỗ béo Dương Tiểu Bảo nha. Cả Minotaur, cả các thành viên của Mercenary đang liên tục bị ngắm vào bởi các thành viên của đội hình kể trên. Còn đây thì Hữu Đạt và Quốc Khánh lại người tiếp theo nằm xuống. Một tiếng hỗn chiến rất nhiều ngoài viễn bò Hùng vô địch. Một viên gặp lại đủ chắc chắn với một viên vào mồm rồi. Và đó là cái chết dành cho Hùng vô địch cũng như là tổng thể của con Cyber. Và một quả cối giữa đầu không pin vào. Đó là quả nết. Một quả nết thì chắc hơn. Quả nết Hùng vô địch kịp nả ra trước khi đang ngã xuống. Đúng. Và điều đó khiến cho bên phía Ford và Thunder hiện tại họ cũng chỉ còn lại hai người thôi, nhưng hai người của họ thì đã bị tiếp cận bởi bộ đội bên T phía tới. Đẩy ngược ra. Ồ, đúng vậy. T họ đang lao vào và T đeo win sát sao một quả nét, thậm chí ở bên kia bên trái lại còn có quả hoàng ép nữa cơ. Quả nét trả ra nó là đủ khi mà không pin bao, không kịp hồi máu ở tình huống vừa rồi. Tiếp tục quả nét thứ hai và sẽ là dấu chấm hết dành cho Ford và Thunder. 8 điểm kill đã có dành cho T. Một trận thi đấu cũng đang muốn gỡ gạc lại những gì mình đã bỏ rơi tại bản đồ thiếu Diego. Tuy nhiên đây có lẽ cũng là mồ chôn của các thành viên TE rồi, khi mà đội hình của Red Tung Squad đang đẩy sang. Trong lúc đó thì Mercenary, cái tên Cam Team đã đi luôn trong tay của Giá Thịnh rồi. Rất nhiều team đang dừng lại liên tiếp. Minotaur Gaming mất đi QT. Còn đây bộ đội của TE, vâng, nét lên dịch cả xe đi rồi. Và Edwin đang nhiều máu, tiếp tục bồi nét sang đến từ Red Tung Squad. Bye bye Edwin và có lẽ là cả Tấn Vũ nữa. Một quả phát có lẽ để dẫy thêm thôi và Tấn Vũ đã đi. Hết rồi, một pha mà TE quyết định là cắt hai người ra để gây sức ép và kiếm thêm hai điểm kill trước họng súng của Ford và Thunder. Nhưng cuối cùng họ chính là kẻ phải nằm lại khi Red Squad họ không chỉ gọi một mình Hoàng ép mà họ gọi cả đội hình của mình lên. Pháo lốp thì cũng chưa thua lắm, bởi cơ bản là lốp sụp xuống thì vẫn sẽ còn gầm xe. Nhưng bây giờ góc đứng này là góc đứng quá thuận lợi đây, một 90 đến từ Gia Thịnh. Free kill rồi. Đúng vậy, và thêm quả nết nữa thì Tuyu cũng đã phải nằm. Đó, một pha bắn cực kỳ hay đến được Dương Tiểu Bảo. Vị trí họ xấu nhưng họ vẫn thể hiện khả năng giao trận của mình tốt đến như thế nào. Corey liên tiếp gây ra sức ép ở bên phía cánh phải. Còn bây giờ thì Johnny Hong cũng đã có tình huống bung dù xuống để gạt gió nốt đi vị trí của Ray bên phía Sixth Sense. Thậm chí là để đổi vị trí luôn. Đúng. Sẽ không một đứng trên cái con đường đua nữa, một vị trí quá dễ bị ngắm vào mà họ sẽ phải cắt nhà. Rất căng tài thầy. Một tình huống mà hiện tại thì vị trí của anh chàng Nue đã knock out được đồng chí eSports vị trí của đó là Chí Duy rồi. Johnny Hồng cũng vừa nằm xuống bởi dây kèn và H2 đã lên điểm. Dương Tiêu Bảo mất tên một người nữa, họ chỉ có ai thôi. Vâng, một khoảng cách chỉ là 2 điểm cho Dương Tiêu Bảo cũng như cả bên phía TE khi mà hai đại diện đã liên tục lên điểm nha. Nào hãy cùng xem Nue sẽ làm gì đây. Thấy cái chân của đối phương và Nue gật thành công Chí Duy. Giờ bên phía đồng chí eSports cũng chỉ còn cho mình một người duy nhất. Một pha xử lý 10 điểm đến từ Nue, cái tên con sót lại của Sixth Sense. Nhưng thời điểm hiện tại thì đang có quá nhiều những cái tên đang ở ngoài bò đi. Còn ngược lại thì TE, Glory đang ở trong bò rồi. Nào hãy cùng xem các team sâu xé nhau ở ngoài bò như thế nào đây. Khi còn hơi nhiều đại diện, còn một player còn sống nhá. H2 thì còn hai nhưng giờ họ đã mất đi vị trí của Thành Tân. Nhưng giờ cũng chỉ còn có một mà thôi. Dương Tiểu Bảo cũng là cái điều tương tự, cũng có cho mình hai player. Ồ, như H2, vâng, vị trí của đội cuối cùng cho H2 đã lộ. Và không cơ hội nào cho Jaken để thể lùi đi cả. Điểm thứ 8 đã có nhờ Dương Tiểu Bảo. Và Heaven 47 thì họ vẫn còn cơ hội để cạnh tranh top 1 khi là đội tuyển còn lại trong tổng số 2 đại diện còn lại 4 người. Còn đối với cả đồng chí Spot cũng như là người bên Sixth Sense, khó khăn chấm chất khó khăn khi mà cả đội tuyển này đều bị nhìn dòm ngó vào bởi bộ đôi bên Dương Tiểu Bảo. Và có lẽ GV sẽ là người đi đầu chăng.
khi mà may mắn là chưa phải nắm giữ tâm trạng đầu tiên, nhưng tâm trạng thứ hai có lẽ sẽ là đủ, và thêm quả nết nữa thì có lẽ là đi. Những điểm cứu đáng tiếc không dành cho các viên bên phía Dương Tiểu Bảo, mà đó lại là Roy Spot cũng như cả Six Sen. Tôi nghĩ rằng không sớm muộn bộ đội bên phía Dương Tiểu Bảo cũng sẽ phải ngã mà thôi. Thì mà đây thì Roy Spot họ cũng đang cố gắng khai thác thêm cho mình những điểm cứu, và tay cũng đã được cứu lại. Và với đội hình 3 người thì cuộc cạnh tranh vẫn sẽ là còn nha. Còn đối với T-Tux cũng đã bắt được quẩy Sama rồi, khó là Dương Tiểu Bảo trong một trận thi đấu mà thật sự là vị trí đã không ủng hộ họ. Vâng, T-Tux cũng đã phải nằm lại dưới họng súng của tay con. Chúng ta cùng chờ xem nào, cái sự ly lợm đến từ Gia Thịnh liệu có thể sống được trước những quả đê được trả ra đến từ Cory hay không đây. Ôi đi qua mặt đường ư, và đó là cái chết dành cho Gia Thịnh Long Ca. Một tên đạn SR phải nói rằng là tuyệt vời của anh chàng này đã tiễn Gia Thịnh lên bảng. À bây giờ thì Red Squad với cả Roy Spot bắt đầu giao tranh với nhau, một cuộc chiến mà rõ ràng RS họ đội tuyển có lợi thế hơn về mặt nhân sự. Nhưng rõ ràng Roy Spot họ có những cái cơ sở để tham chiến, và Tài ở rất gần đối phương. Tài đang cố gắng đột kích vào tâm của địch nhưng lại không được, khi mà Hoàng F đã có những cái tình huống check lại là hay hơn. Một cái ý tưởng là táo bạo đưa Tài, nhưng sau đó Tài đã phải nằm rồi. Tài nằm xuống như này thì cơ hội nào dành cho bộ đội bên phía Roy đây? Một cái vị trí không thực sự là thuận lợi. Raptor Squad thì họ đang cố gắng nỗ lực kiếm điểm, nhưng mà đây là trận tiêu hiếm hoi, họ đang mình vị trí là ổn. Roy Spot thậm chí còn phát hiện ra được cả Cory ở khu vực tầng 3 nữa cơ. Rất nhiều những sự khó khăn Bob Flash để có thể gây sức ép. Nhưng nhìn với cái đường gọi là vừa cây chéo vừa cây trực diện này là khó. Vẫn đó là một tình huống bắn sọt tốt đến từ Jun. Sơ ti đổi được bột nhưng ngay lập tức vị trí Hoàng F cũng đang xuất hiện để được kết liễu đi Roy Spot ở top thứ 5. Vâng, một tình huống mà Sơ ti đã cố hết sức mình rồi. Nhưng không thể thoát khỏi được bên phía team RS. Jun sẽ được cứu dậy mà thôi, họ vẫn giữ quyền cho mình đầy đủ 4 người. Nhưng Cory một tình huống đang muốn mở sang bên phía cánh bên tay phải. Đúng. Như vậy là sự quan tâm Cory đang muốn hướng về bên phía team H47 chứ không phải RS ở ngay dưới chân anh chàng này. Vâng, Long Ca cái tỷ lệ chết là 100% rồi. Đúng, úi rồi, đây rồi, làm quả nết cho nó gọn gàng. Làm quả nết cho nó bất ngờ. Bao giờ này thì đứng tay ạ, tạm biệt. Kém này, vâng, chúng ta thấy rằng Long Ca liên tục là những tình huống xả đạn xuống đất. Thôi được rồi, Chí Duy sẽ thay thế vị trí Long Ca trong vai trò cover tầm xa của Heaven 47. Chính xác. Vâng, có cả pháo cối, và có phải pháo cối đến từ các thành viên bên phía của dưới Spendable. Cory chơi cối rồi. Và liệu Chí Duy sẽ có thể tạo thêm cho mình đó là những cái tình huống bắn như thế nào đây? Chí Duy bắt đầu sấy, và Chí Duy suýt chút nữa có mạng. Cần phải cẩn thận khi mà đó là Hoàng F cũng đang có tình huống cây xà. Vâng, ném nhầm nét thành smoke nhưng không sao cả. Chí Duy tạm thời vẫn đang ổn, nhưng mà Cory bắt được T-Tus. Heaven 47 họ đang mất người, và đó sẽ là cơ hội của Random Squad. Inat đang quá co vào tầm xa, Hoàng F cũng đã nằm rồi. Chí Duy sẽ còn cơ hội để có thể đi vào. Và giới Spendable cũng đã phải ngã ở vị trí thứ tư, khi mà Cory những cái nỗ lực của anh ta cũng chỉ gây sức ép cho tuyển khác. Còn ở đây Mental đi cũng đó là Chí Duy. Phát hiện ra nhau hay chưa đây? Có vẻ là biết, chưa. Tôi biết trong smoke có người rồi, và quả nết. Ôi, Chí Duy không biết rồi. Nhưng Duy lại lùi về, và Duy sẽ ổn thôi. Thêm smoke được bồi ra đến từ vị trí của Chí Duy. Mental đi, chúng ta nhìn thấy anh ta không dám ngồi dậy để cứu lại T-Tus. Và Chí Duy vẫn đang cố gắng gây ra sức ép dành cho Heaven 47, và Raptor Squad rất biết ơn điều này. Họ biết ơn vì họ biết rằng mình có thể làm được tốt như không. Ngay tức Chí Duy lật mặt luôn. Đó là quả nết vào người với chiều Jun, nhưng sau cùng thì Chí Duy cũng sẽ cần phải ngã thôi. Nhưng đó là những cái nỗ lực sinh tồn rất tốt tại combo Tiago và cả Rondo. Còn đối với Heaven 47, cơ hội để họ giành được chiến thắng vẫn sẽ là còn. Vâng, Mental đi, sai tham bình rồi. Nhưng vẫn đã một, và đó là đặt Blue hạ gục 5-6, 5-7, đưa về Tuga Lai bên này. Vâng, mã hồi được là thoải mái, nên đặt Blue, đặt Blue thở được hay không đây? Máu lên nhưng đạp lửa. Thêm một trái smoke trải ra giữa mặt Edut nữa, nhưng Mental đi nằm xuống bởi Edut rồi. Đặt Blue một vết này, hãy cùng xem đặt Blue nào. Vâng, đối phương đã đoán ra đặt đang đứng ở đầu, và giờ đẩy ngược cánh ra, đặt đổi được một chứ không thể làm được rồi. Và đó là Edut đem về cái top 1 dành cho Redstone Squad ở trong game thi đấu này.